Đây là anh Quang Hảo ha. Thì hồi đó giờ là nói chuyện trên mạng không đó. Lần đầu tiên gặp mặt luôn. Thấy sao, thấy ngoại sòn. Thấy em đẹp lắm đúng không? Đẹp cao to. Đẹp cao to rồi, đẹp thôi cái nữa. Đây là một bé 1m6 trong truyền thuyết nè mọi người. Trong truyền thuyết, 1m6 trong truyền thuyết. Cực kỳ. Quá đã luôn, hai cái yếm, hai cái lùn mọi người. Xanh dựng. Cực kỳ. Ôi, đây là bé một tấm bực. Thấy luôn. Mày đã kéo quần lót. Mà cần có một như là kiểu như là mình lấy một cái viên sỏi, viên đá mình thô sơ mình về, mình từ từ đó mình mài dũa nó không, từ từ nó lọc. Hello, chào mọi người. Thì hành trình tiếp theo thì chúng ta sẽ ghé nhà anh Quang Hảo nha mọi người. Đây là trại chuyên về hippo, trại rồng lớn nhất của cũng ở Tây Ninh này. Anh em đang kéo tới để tham quan. Đúng rồi, quẹo trái bên này. Bách quá xanh nè, bách quá xanh nè, đúng rồi nè, bách quá xanh nè. Để điện chảnh thử à. Ê, vào điện giùm anh cái vào ơi. Điện cho anh Hảo giùm anh cái. Nói anh Hảo em tới nè, anh ở đâu? Đứng ở chân chỗ bách quá xanh á. Có cái tiệm điện thoại nào không ta? Không biết luôn. Có cái tiệm điện thoại mà. Điện thoại gì? Điện giùm anh cái máy anh để quay à. Quang Hảo, đâm vô luôn quá hay à. Thì mình đã tới chỗ của anh Quang Hảo nha mọi người. Đó. Cực kỳ. Cực kỳ luôn. Rồi anh em đang tới chỗ của trại anh Quang Hảo nha mọi người. Nhi ơi, đẹp. Đâu không? Đâu không? Anh Nghĩa ơi, mai mốt mình đi cái tour buổi sáng đi, chơi tour ban đêm ghê, buồn ngủ quá. Rồi vô đi. Thằng caramel gì đâu mà nó mờ, trời ơi trời. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tới Tây Ninh và nghỉ ngơi một chút xíu rồi bây giờ là ghé trại anh Quang Hảo trước mọi người. Em mời mọi người tham quan trại anh Quang Hảo ha. À. Chào đại ca. Đây là mọi người ơi. Đây là anh Quang Hảo ha. Thì hồi đó bây giờ là nói chuyện trên mạng không đó. Lần đầu tiên gặp mặt luôn. Thấy sao, thấy ngoại sòn. Thấy em đẹp lắm đúng không? Đẹp phạt cao to rồi đen thôi cái nữa. Rồi đó, đi tham quan nha. Hippo. Ảnh là chuyên về hippo nha mọi người. Bé này quá đẹp luôn. Cực kỳ. Con này quá đẹp. Cực kỳ thôi. Ngủ hả mày? Ê, trời anh ngủ. Quá đẹp, cực kỳ. Sắc vô. Quá. Đây em bóc thử nha, em mẩm thử nha. Mày đi chừng móng nha. Lên không. Biết rồi, anh đang móc. Quá đẹp. Rất là sạch sẽ luôn á mọi người. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là dòng nó tâm lý nó rất là ổn định luôn. Bé này quá đẹp luôn mọi người. Thấy không? Cực kỳ. Nè, có ai ẩm không? Lại đây. Đem đây, có ai ẩm không? Cực kỳ, quá đẹp. Đây. Chết mẹ gọi y gan luôn cái bao tay. Caramel vô đây tham khảo chứ, caramel múa lửa. Đây vô đây tham khảo chứ coi. Đây là bài hát. Hát hippo cái nè, rồi hippo cái tùm lum tà lá chứ. Ở đây là hippo đực nữa nè mọi người. Đây.
anh điều chỉnh cái nút này nè, nút này nữa nè. Nó hi vô đực đẹp không, cực kỳ không. Hả? Cái này không được bảo mật. Đây, nó cực kỳ luôn. Đây là bé Hippo đực nha mọi người. Thì mình cảm nhận được là bé tâm lý rất là ổn. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. À. Bảo vệ lãnh thổ, đúng rồi. Rồi thì qua bên kia đi, qua bên kia đi, mình qua bên kia đi anh em tham khảo. Tham quan bên kia đi. Đó. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, cực kỳ, cực kỳ. U, Hippo. Hippo, Hippo. Đây đây là đây là một bé 1m6 trong truyền thuyết nè mọi người. Trong truyền thuyết, 1m6 trong truyền thuyết. Cực kỳ. Cái này cũng là ruby đúng không? Quá đã luôn, hai cái yếm, hai cái gù nè mọi người. À, quá đã luôn. Sướng quá, sướng quá, sướng quá. Thì qua đây Caramel. Quá im luôn. Thì chạy của anh Hảo thì cỡ khoảng 80-90% là Hippo đó mọi người. Thì ảnh hồi đó giờ là ảnh chuyên về Hippo. Mà nói tới Hippo thì cái nguồn gen của ảnh là number one. Tuyệt vời. Đây nha. Còn gai mũi luôn, gai mũi quá đẹp, y gan cái sừng tê giác luôn. Tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Bên đây là dàn cái. Cái Hippo rồi đủ size hết trơn luôn. Quá anh Hảo. Bên đây là đủ size luôn không? Tuyệt vời. Cái còn giòn giòn nè. À, đi 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 mình đi sao nó được. Ờ. Dạ. Không bung được. Không bung. Không mà em thấy tâm lý ổn quá anh Hảo. Ờ. Công nhận luôn, tụi em vô đông thiệt là đông luôn mà tâm lý rất là ổn luôn. Thích. Wow, im quá có cái sàn giường. Cực kỳ. Ơi, đây là bé mực, bé mực, bé mực. Chạy luôn. Đó. Ở đây là vô cùng mát mẻ luôn. Hippo. Đây hàng giặt giặt đồ đem. Dạ. Ừ. Mát quá mát à. Đây nắng rồi. Công nhận luôn trời. Có bí quyết nào mình hướng dẫn hay là chia sẻ em nuôi của anh Hảo thiệt sự luôn. Mình bước vô là nè, gồng em nói thiệt ở An Giang, bước vô 10 người như 10 chạy tùm lum hết trơn. Thiệt luôn, thật sự em đi quay ở An Giang rất là nhiều luôn. Mà bước vô là chạy mà ở đây phải không, là tâm lý rất là ổn. Mà anh nói hàng giạt phải không, nó vô nằm hàng này, hàng nhét, nó nhét nhưng mà nó không có chạy. Ừ, đó, coi đi, bước vô mà gặp người lạ đi là chạy dữ lắm. Cái chỗ mình đứng này là nó mát cực kỳ đúng không? Trên thì trồng lan ha, lưới lan thì dưới lười vệ sinh rồi sạch sẽ. Trời ơi, đây là đúng là một cái khu vườn trại mà mơ ước của các anh em luôn. Ừ, cái này là cái gì? Da ướp cá nè. Ờ, ăn bánh xèo. Cái này double head ha. Ở trùng quyết ha. Đây là Barbie nè. Đây Caramel, Barbie của Barbie em bán hết rồi. Ờ, hàng lõi rồi ha. Lõi rồi, em bỏ lại. Con nào cái thì giữ lại. Thì là trời, màu màu cực kỳ ha. Màu lên nè, mấy cái này là lột rồi, tới mức nữa. Wow, tuyệt vời luôn. Yếm hồi nào nãy sướng. Có một con
cô rồ này mà ngon cực kỳ của mình hả? Con cô rồ sướng thấy trong nếu mà mang bao nhiêu màu được được có con đó đó hai con đó tới là cũng đẹp hướng với gai rồi. Ồ này cô rồ quá này, này là cô rồ mọi người thấy không nè, màu nè. À, những anh em mà những anh em mà chơi á, không mà thực sự mà biết á thì nhìn cái con cô rồ á nó không phải như con hippo, mà những anh em mà thường thường anh em nói cô rồ và lúc nhỏ nó phải đỏ thì những cái con đó là nó đỏ nổi trội thôi, nhưng mà những con này nè mọi người về chăm phải không, mọi người cần có một như là cái kiểu như là mình lấy một cái viên sỏi viên đá mà thô sơ mình về mình từ từ nó mình mình mài dũa nó không, từ từ nó lột ra nó đẹp lắm. Mình chơi cái dòng này rất là sướng luôn, mỗi cái mà nó lột không, nó lột nó càng lột, mỗi một lớp lột là nó sướng. Ừ, mỗi lột cái là bất ngờ, lột cái là bất ngờ, bởi sướng vậy đó, bởi mình thích lắm, thích cô rồ là có nhiều đó mọi người. Nghe màu này ra trời ơi đây là dòng đặc biệt nha mọi người, hiếm lắm nha. Đuôi lò xo cạnh đuôi thì chứ ếch rồi lõi hay tao nghiệp ha. À. Nhưng mà được cái mình đẹp quá, cực kỳ êm quá em. Ờ anh nói là anh chưa là hàng lõi mà, còn hàng lõi không à. Này mini nào ở này mini tấm cưng không mọi người thấy không, mình nhìn cái yếm nó là nó nhỏ mà nó có vỏ nha. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ. Ủa em tưởng con em nó nhỏ này còn nhỏ hơn nữa. Phải 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 như con tắc kè vậy trời. Giống như con thằng lằn vậy ha. Bữa nay lên là sẵn dịp là ghé. Đúng là thỏa mãn con mắt luôn á Thảo, thiệt sự luôn á. Mà em hồi đó giờ em cũng thích hippo lắm, hippo Google thích mà gặp mấy anh em mà like chơi trước rồi chuyên về những cái dòng mà mình yêu thích. Là một dòng dễ làm. Dạ, không dễ làm. Con nào phối cũng được hết. Ừ, đúng rồi. Mất con nữa. Trời, nói giờ giờ anh em hỏi nói sao không được. Ờ à, đúng rồi. Đây là lan kiếm nè, anh Hảo anh cũng đang đang bấm. Hình như tôi chơi này nhiều lắm luôn. Mấy cái hàng lỗi anh bỏ lại vào. Mấy hàng đẹp đẹp anh bán cho người ta hết rồi, còn mấy hàng lỗi lỗi anh bỏ nó coi cái nào cái anh lọc lại. Ví dụ mấy cái đồ món luôn bứt luôn, giống như em mấy con này là bứt luôn luôn. Mạnh tay mạnh chân làm với anh. Ờ đúng rồi, mình nhát đúng không? Em thì em không có bước mà em chắc không. Nhót lắm. Không thể mấy con mà bị quấn đuôi anh để gì tội nghiệp nó. Nó leo cái nó dướng hoài à. Em bứt luôn cho nó ra cái đuôi mới là nó hẳn băng lên. Rồi ok, mình đi ra trước đi. Mình tham quan mấy bé rồng để ngoài cây xô ngoài kìa. Đi nha mọi người. Đây là bé vàng nha, trong làng chó. Đây là bé mực ở trong làng làng gì làng chó luôn. Rồi. Có gà Long Tảo không? Có. Như chung luôn. Chuối nữa nè, chuối kia là cái gì đó. Rồi, cảm ơn anh. Em chảnh hối quá thôi không? Xíu đi, xíu đi. Đó. Đó. Thỏa mãn không? Thỏa mãn không? Kệ không? Ờ. Ờ. Rồi, rồi, dịnh. Rồi, chụp hình đi.
nó bữa nay chụp hình như là minh tinh vậy á. Ở đây nè, đây nè. Đây đứng này Nhung. Chụp. Đây rồi lấy hết không? Rồi. Vào vô máy nè. Đó tông dặn ấy ra vô. Nè, cầm nè. Đi vô đây đi. Xịt nước anh. Xịt nước xịn dưới nè. Có cắm chiều cái mình có mua thưa rửa xe. Dạ. Xịt nước. Rồi ô vậy đi rồi mấy em kéo chút xíu nữa, em kéo xuống dưới trước ha. Đây mẫu 8. Đây thẳng làm sao. Ở đây nè. Trước ha. Rồi ok. Rồi mấy anh em lên để em đón chút xíu. Rồi cảm ơn anh rất nhiều ha, đã đón tiếp anh em. Dạ. Rồi nước suối của lấy đi. Lấy đây nước suối không à. Rồi. Mang tổ chức cà lo hết. Mang tổ chức cà lo hết ha. Có thằng đó đúng không? Rồi lên xe đi, lên xe. Qua đây qua này. Ok. Rồi chúc anh em mình gặp lại anh Hảo ơi. Lên xe nè, bắt tài ơi. Cho nhạc Umix coi. Nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. À, hiện tại chúng ta mới vừa thăm trại của anh Quang Hảo xong ha, thì chúng ta đang định đến một cái địa điểm ốp chỗ tình hình này mọi người nha. Mọi người thấy ghé trại Quang Hảo như thế nào đây, cho mình xin ý kiến mọi người. Wow, ok. Vô là không muốn về luôn. 67 phải lên. 67 phải lên. Ok.